Chuyên gia của Viện Y học cổ truyền Trung ương vừa có buổi hội thảo chống lão hóa dành cho phụ nữ. Đây là sự kiện nhằm bổ sung kiến thức chuyên sâu về việc sử dụng mỹ phẩm, bảo vệ làn da phụ nữ cũng như là cách phòng tránh thế nào cho hiệu quả. Những giải pháp về công nghệ được khuyến cáo như là công nghệ siêu vi nano giúp tách các dưỡng chất trong mỹ phẩm thành các hoạt chất nano có kích thước siêu nhỏ, từ đó thì giúp các dưỡng chất thẩm thấu nhanh, đi sâu vào các lớp biểu bì để nuôi dưỡng từng tế bào da. Như cái tên gọi của nó là siêu vi nano nên nó tác dụng và thẩm thấu vào da mình rất là nhanh, nên mang lại những cái hiệu quả cải thiện dấu hiệu lão hóa của da cũng nhanh hơn gấp đôi. Sử dụng được khoảng hơn 1 tháng thì mình cảm thấy nó tốt hơn cái dòng kem cũ 22 Again cũ, và nó cũng thẩm thấu vào da nhanh hơn này, và nó giúp làm giảm những cái dấu hiệu lão hóa của da của mình. Phải nói rằng Hà rất là thích cái sản phẩm 22 Again này, bởi vì thứ nhất đó là khi sử dụng mùi thơm của dòng sản phẩm thì rất là dịu nhẹ, rất là dễ chịu, và khi mà sử dụng thì nó mang lại cho mình một làn da mịn màng và tươi sáng. Thì đấy là cái mà Hà đang mong muốn để cải thiện cho làn da của mình, thì sản phẩm 22 Again đã làm được cái điều đó. Sau khi mình dùng thử ấy thì mình thấy là cái làn da của mình cải thiện rất là rõ rệt, da của mình nó mịn hơn, nó tươi sáng hơn và mật tông hơn, và hơn nữa cái dòng kem này nó có một cái lượng dưỡng nó rất là nó cấp ẩm rất là tốt, nên là nó cải thiện được cả cái tình trạng cái khô da của mình. Là tối trước khi đi ngủ thì mình bôi kem để cấp ẩm, và sáng trước khi đi ra đường thì mình bôi để chống lại các cái tia ánh nắng có hại của mặt trời cũng như là các cái khói bụi ấy. Nên là dần dần bây giờ các bạn nhìn thấy không, cái làn da của mình này nó rất đẹp và rất tươi sáng hơn rất là nhiều. Đây là bước đột phá mới nhất giúp chống lại những tác nhân gây hại từ bên ngoài, với khả năng là tạo ra lớp màng bảo vệ hiệu quả, giúp chống lại các tia bức xạ từ ánh nắng, máy tính và điện thoại, bảo vệ toàn diện cho làn da của phụ nữ. Phạm Mai Linh kết nối trực tiếp với doanh nghiệp để